Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo và được triển khai trên mọi lĩnh vực, hình thức đa dạng phong phú thu hút sự tham gia đông đảo của công nhân viên chức lao động. Thông qua các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động năm 2022, đã có 268 đề tài trên 90.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực và 52.162 ý tưởng mới làm lợi cho cơ quan đơn vị doanh nghiệp gần 420 tỷ đồng. Nhờ đó, trong năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ và là một trong ba tỉnh xuất sắc dẫn đầu toàn quốc đề nghị tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.